Hello các bạn, thì không biết các bạn nuôi cá có gặp cái trường hợp này không? Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái trường hợp là anh em nuôi số lượng đông quá, khi mà cái hồ nó bệnh á, anh em không biết xử lý sao á. Nhưng mà cái hồ này là mới nha. Bây giờ tôi có một bầy cá nè, một số con á, nó bệnh nó chết dưới đáy nè, anh em thấy không? Nè, có những con chết nè. Đó, nè, ví dụ đây nó chết nè. Đó là những con yếu và nó có thể là nó một số con bệnh thôi, yếu thôi. Nè, để coi nè. Đó, nhưng con này á thì là nó còn khỏe mạnh ha. Thì bây giờ tôi sẽ lựa những con mà khỏe mạnh tôi bỏ ra nè. Như anh em coi trong đây nè. Đó, có những con nè, con này nó đẹp mà nó sắp chết nè, thấy không? Con này là bị tấp bụng. Đó, thì cái đó thì hiện tại á là tôi đã vớt ra những con mà không có bệnh nha các bạn. Nè, các bạn coi nè. Đây, ở đây là những con hàng nó không phải. Đó, cái này body nó còn thớm, nó không có bị túm ha. Còn cái kia hồi nãy là nó yếu quá, nó chết. Với lại tôi ngâm thêm một miếng lucai nữa nè, và sang cái hồ mới. Đây là tôi bỏ vài giọt và lucai vô. Để cái này đó, tôi chỉ ngâm nó trong khoảng 15 phút thôi. Thuốc này ở đây là tôi đang ngâm cái liệu hơi khá là đặc. Cái chai này, cái chai thuốc này thì nó một giọt trên một lít nước. Nhưng mà ở đây nó chỉ có khoảng một lít nước thôi, mà tôi bỏ tới 3 giọt lên. Nhưng mà tôi ngâm trong vòng 10 đến 15 phút thôi. Và tôi đem qua cái hồ khác. Thì đó, để tôi đem qua cho anh em xem. Đây, cũng có một cái hồ để chuẩn bị bỏ nó vô này nè ha. Đó, hồ này là xử lý rồi. Thì bây giờ sẽ ngâm từ từ, rồi thả ra hồ mới. Thì những cái con này nó sẽ có tỷ lệ sống rất là cao nha. Còn nếu anh em bỏ trong kia luôn á, thì càng ngày á nó sẽ càng bị thất thoát, nó sẽ bệnh rồi nó lây hết, là nó bị chết hết bầy các bạn. Ở đây tôi cũng có một bầy này khá là đông, này là đông mua panda anh em. Em có thể coi là cho nó ăn là bu lại dữ lắm luôn các bạn. Nè, để tôi quay cho anh em xem. Nè, qua hai bầy đông mua panda ha. Hôm bữa thì có xả rồi cũng bớt một mớ rồi. Nhưng mà bây giờ là còn cá bự, có cá bự luôn ha các bạn. Đó, còn này là đông mua bít ơn. Bầy này bầy bít e. Ở bên đây thì cái dàn tay quan của tôi chuẩn bị thả cá ha các bạn. À, để hình như tôi có một bầy cũng đang bị bệnh nữa, để tôi quay giới thiệu cho anh em coi ha, để cho các bạn nuôi biết lại để tránh nó ha. Còn bên đây là cái con cá lóc của tôi, nó bữa nó bị nhảy ra ngoài nữa các bạn. Để tôi mở cái đèn cho anh em xem nè, nó bị cái tay của nó nè. Bây giờ là trong đây là tôi cũng đang ngâm thuốc luôn. Đó, bây giờ nó khỏe rồi các bạn, hôm qua là nó bơi không được luôn. Rất là tội nghiệp. Nè, coi cái vây tay của nó nè, bị mất. Cái này là nó sẽ lành hả các bạn, cái này dễ lành lắm, không có gì để khó. Mà là quan trọng cái kỳ của nó vẫn còn nguyên. Đó, nè, rất là sung lại, hay sung lại nè. Đó, anh em nuôi con cá mà muốn cho nó sung gì là rất là khó. Nhưng mà tiếc là bữa nó nhảy ra các bạn, rất là ổn luôn. Nhưng mà này dưỡng lại, đối với tôi dưỡng lại không sao hết. Con này rất là cưng luôn á. Mình này là con la hán này các bạn. Đây, một cái trường hợp nữa là anh em nuôi cá mà anh em tách cá con á, anh em thấy cái cá sai cỡ này không? Sai cỡ này là anh em phải bỏ ra cái hồ lớn rồi. Cái hồ như thế này là anh em cho ăn đến khi nào thôi, nó ăn thôi chứ nó không có lớn được các bạn ha các bạn. Cái bầy này là bầy rồng tím. Bầy rồng tím này là cỡ này thôi, nó không lớn được nữa ha. Rồi bắt đầu nó sẽ có cái tình trạng giống như cái bầy trước, nó rất là đông. Rồi xong rồi một hai con bệnh cái là nó kéo thêm một bầy bệnh luôn. Nè, còn bên đây là Dumbo coi nữa các bạn. Đó, mấy cái hồ này chuẩn bị đem ra ngoài hết rồi ha. Anh em tránh cái không, anh em cho con cá nó có không gian rộng rộng xíu là nó sẽ ok ha. Nè, bên đây cũng vậy, đây là bầy Latium Ro, đây là khá là đông. Nhưng mà con bầy này nó chưa có dấu hiệu bệnh, cho nên tôi chưa có tách trống máy nữa. Đó, hôm nay tôi sẽ tách trống máy này ra rồi đem lên cái hồ tài quan của tôi ha. Để tôi quay cho anh em xem một hồ bệnh nữa. Rồi, và đây cũng là một hồ này gọi là cũng nó bị cái tình trạng như là bầy HP Retro các bạn. Nè, cái mấy con này nè, nó đang bị túm ha. Nè, đó, nó có con chết nè ha các bạn. Thì hồ anh em phải xử lý là tách nó ra đó, chứ không thôi là nó con cá trống nó khó lên lắm các bạn. Nè, rất là ổn luôn. Bầy này là bầy khoảng 1 tháng rưỡi rồi đó mà nó bị chết ha.
đó. Tại vì lý do là nuôi nó hơi bị đông, hơi bị đông, nhưng mà với cái điều kiện á, là với cái điều kiện mùa này á, là nó ẩm, không khí nó ẩm, cho nên nó sẽ rất là dễ cây vi sinh đó, vì cái vi khuẩn có hại nó phát triển rất là nhanh, cho nên cá nó sẽ rất là dễ bị nấm. Hoặc là nếu mà nó bị một con á, mà anh em nuôi đông như thế này á, thì nó sẽ bị chết ha các bạn. Cho nên anh em phải tách nó ra. Ví dụ như hồ này nè, anh em tách là vừa rồi nè. Khi mà mưa xuống á, không khí nó ẩm á, nó dễ bị bệnh lắm. Anh em nuôi trong nhà nó cũng vậy nữa. Đó, thì mấy cái hồ này tôi chuẩn bị tách ra hết rồi ha. Đó. Thì cái mùa nó chỉ có khó ngay cái chỗ cái đầu mùa mưa thôi. Còn mưa thường xuống thì nó cũng quen các bạn nè. Cái bì bít heo của tôi nè. Mày này bữa trước có bán rồi cho nên nó còn có vài lát đát vài con à. Ok, thì bây giờ nãy giờ ngâm nó cũng ấy rồi nên tôi thả nó ra luôn ha các bạn. Rồi, và bây giờ đó thì cá này á, tôi sẽ cho nó nhịn đói một ngày. Một ngày và mấy ngày sau rồi tôi nạp tơ mia cho nó ha. Chứ nếu anh em dụ côn trùng chảy vô thì nó khó tiêu lắm. Còn những bầy cá mà khỏe mạnh như thế này á, thì cái chế độ dinh dưỡng anh em cứ cho nó ăn bình thường không sao hết. Đó, đó như nhìn bầy cá nó khỏe mạnh như thế này á, là cứ cho nó ăn bình thường ha các bạn. Rồi thì ok, thì tôi có một số kinh nghiệm để chia sẻ cho anh em về cái việc cá nuôi cá khỏe vậy thôi ha. Còn anh em nào mà thấy hay nhớ like đăng ký kênh ủng hộ tôi với nha. Còn bây giờ thì có một số để quay cho anh em coi một số bầy cá chuẩn bị đem hồ mới hết rồi. Cho nên mấy cái hồ này đang xúc nước. Nè anh em coi bầy rồng đỏ, bầy đế nè không. Này cá uống nụ luôn các bạn. Rồi ok. Cái video mình đến đây thôi. Rồi cảm ơn các bạn đã xem mình đang làm bộ tô bát vây tròn ha. Nè, tô bát vây tròn rất là đẹp luôn. Rồi ok, chào tạm biệt các bạn nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ tôi với nha. Còn những cái dấu hiệu khác nữa thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em sau.